Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Khám phá ẩm thực hình chữ S. Khi nhắc đến những món ăn ngon, có lẽ là với những ai có tâm hồn ăn uống giống như là Thanh Phương đây thì sẽ cảm thấy rất là háo hức. Vậy ngày hôm nay thì chương trình sẽ gửi đến cho quý vị món ngon gì? Hãy cùng với Thanh Phương khám phá nhé. Như nè, lâu quá mình không gặp nhau luôn rồi đó. Đúng rồi, tại vì Thanh Phương bận quá cho nên có bao giờ dành thời gian cho Như đâu. Ai nói, chỉ cần gọi một tí thôi là dành hết tất cả thời gian cho bạn liền luôn đó, giống như ngày hôm nay vậy nè. Ăn mừng đi, tại vì lâu ngày quá không gặp mà. Ăn mừng hả? Món nào mà tụi mình hai đứa cùng thích ta? Cái món mà gắn liền với kỷ niệm của hai đứa luôn mà có thêm một người bạn nữa. Trời ơi, sao mà hai đứa tôi tưởng lớn gặp nhau quá vậy? Thôi cũng đang nghĩ ngay đến món đó đó. Gà giòn sốt me. Đúng rồi, đây là cái món mà trước đây Quanh hay làm thì chúng ta cũng thích lắm. Đúng rồi. Cô bạn này thì đi du học ở nước ngoài rồi. Muốn ăn nhưng mà không thể nào mà thưởng thức lại cái món đó được. Không biết để tôi nghĩ xem. Thanh Phương có quen một anh này, ảnh nấu ăn rất là giỏi. Ảnh coi như là ba lĩnh vực lắm, ngành nghề nào ảnh cũng giỏi hết. Riêng cái phần nấu ăn thì Thanh Phương rất là tin tưởng. Thanh Phương sẽ nghĩ là anh ấy sẽ thực hiện được món ăn ngày hôm nay cho hai đứa mình luôn đó. Nói cảm thấy như làm như cảm thấy hồi hộp và chờ mong là cái món ăn này như thế nào đây. Để bây giờ Thanh Phương sẽ đến gặp anh Trương rồi sau đó là sẽ giới thiệu cho Như, cô sẽ gặp gỡ với ảnh và cùng trò chuyện ha. Trương ơi, em lại có việc nhờ anh giúp đỡ nữa đây à. Sao không nấu ăn nữa hả? Đúng là có một cái món ăn này á, trước đây thì em đã từng được thưởng thức rồi cho một cô bạn của mình thực hiện. Nhưng bây giờ thì cô ấy đi nước ngoài rồi nên tụi em không có dịp được thưởng thức lại. Món ăn đó là món gà sốt me nhưng mà cái da nó rất là giòn anh. Có cách nào để mình làm cái da nó vẫn giòn mà có thêm một ít sốt me vô nữa cho nó ngon mà? Có, cũng dễ thôi, nhưng mà anh không có biết chắc là cô đó làm sốt me như thế nào đó nha. Với anh chưa, em thấy lúc nào cũng dễ thôi, dường như không có gì là khó với anh cả. Làm thì rất là dễ Phương, nhưng mà nếu mà làm để mà nó giống lại một cái vị của người khác từng làm á thì nó khó, nhất là anh lại không phải là người được thưởng thức nữa. Thành ra là chỉ có nghe em tả lại thì anh sẽ làm thôi, nhưng mà sẽ đoán. Em sẽ tả thật là chi tiết để cho anh có thể mường tượng và thực hiện lại thật giống ha. Cái phần sốt me đó em nhớ là nó có vị chua chua ngọt ngọt nè. Nó hơi cái nhẹ nhẹ nữa. Và cái phần gà thì cái thịt nó thấm, rất thấm vị. Thấm cái phần sốt đó, nhưng mà đặc biệt là cái lớp da gà nó vẫn giòn. Em có thử làm rồi nhưng mà em thất bại bởi vì cái lớp da nó không có được giòn. Khi mà cho sốt vào thì lớp da nó lại bị mềm đi. Vậy cái này anh biết làm. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình bắt tay thực hiện. Mình sẽ thử làm. Anh Trương ơi, với món này thì mình cần những nguyên liệu gì hả anh? Là dĩ nhiên là phải có gà rồi nè. Dạ, nguyên liệu chính ha. Me để mình làm sốt. Dạ. Và một ít hành, tỏi, gia vị, xả nữa. Nguyên liệu cũng khá là đơn giản anh nhỉ? Rất là đơn giản. Dạ, còn cách thức thực hiện thì như thế nào, có khó không ạ? Cũng đơn giản luôn. Dạ rồi, để em phụ anh chứ nha. Bây giờ trước mắt là vì cái me này mình phải ngâm ra nè. Như thế được chứ ạ? Được rồi. Đầu tiên mình sẽ phải làm cái gà. Vì mình cần chiên giòn cho nên cái da mình phải giữ nó độc lập, không có đụng vô cái phần ướp không là nó sẽ không có giòn được. Với món gà này để cho nó ngon, hấp dẫn thì mình nên lựa gà như thế nào anh? Mình nên lựa gà giữa gà công nghiệp và gà ta. Tức là gà đi bộ. Gà đi bộ thì sẽ tốt hơn, da thịt nó chắc hơn. Và nó lại có thịt nhiều hơn so với gà ta. Tại vì mình sẽ lấy cái phần má của đùi gà. Cái phần đó là ăn ngon nhất. Đúng rồi, anh cũng thích phần đó. Thế nên mình sẽ lấy cái xương ra. Nhờ Phương dọn thêm anh tỏi với lại hành để mình ướp. Trong lúc đó anh sẽ lấy một ít muối đều, xíu nước me, hồi nãy em đã ngâm ra. Vậy thì cái phần xác thì mình có lấy luôn không ạ? Không, nó sẽ có cái phần nước nhiều hơn. Anh cũng biết là em sẽ ngại cái mùi này thôi. Dạ, với lại em cũng để ý là thường khi là chiên á, mình cũng hạn chế cái phần xác, nó sợ nó bị cháy. Đúng rồi. Dạ. Được rồi đó Phương. Được rồi. Anh sẽ cho thêm một ít nước me nữa để cho nó có nước. Và mình sẽ ướp cái phần gà này vô như thế này. Lưu ý là cái phần da sẽ không để dính vào phần tẩm ướp của mình. Nếu mà nó bị dính vô thì mình lấy cái khăn giấy á, hoặc là cái loại giấy mà để nấu ăn á, thì mình sẽ thấm khô nó. Sau đó mình sẽ chiên sơ. Dạ. Và mình sẽ cắt vô tủ lạnh. Tại sao lại cắt vô tủ lạnh ạ? Thì như vậy lúc mình chiên lại nó sẽ rất là giòn. Một cái bí quyết rất là hay mà từ trước đến giờ Thanh Phương mới biết là hèn chi là khi thưởng thức ở bên ngoài các nhà hàng thì lúc nào á da gà nó cũng giòn rộm mà còn ở nhà thì chúng ta lại không thực hiện được như vậy, thì ra là có một cái bí quyết nhỏ là chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh. Đây là phần mà đã chiên rồi và để tủ lạnh rồi. Cũng vậy nè, Phương sẽ thấy trên này nó không có gia vị gì mấy. Dạ. Vì mình luôn luôn không có cho nó tiếp xúc vô nhiều phần này thì có. Mình sẽ chiên
với nhiều dầu. Để chiên cho nó giòn á thì mình sẽ bỏ cái phần da này xuống. Dạ. Tiếp xúc với lại dầu. Ha, mình chiên trước nó. Lúc nào mình cũng lo căn cái phần da thôi. Thứ nhất là lúc nào nó không được dính các cái đồ ướp và dạ, không bị nước vô. Dạ. Ừ. Nước vô thì nó sẽ rất dễ là bị nổ khi trong quá trình mình chiên á, nó văng thì sẽ nguy hiểm. Cái này nó cũng sẽ văng. Dạ. Vì mình chiên lửa lớn với da. Dạ. Cho nên là cũng phải rất là cẩn thận. Dạ. Nhưng mà nó sẽ giòn được á. Vị giòn giòn nó ăn rất là hấp dẫn. Nhưng mà có quá trình mà chế biến thì quý vị phải hết sức cẩn thận à. Để mà có được một cái lớp da giòn như vậy là cả một quá trình công phu. Những cái gia vị mà nó bị rớt ra đó. Dạ. Mình phải rớt ra liền, không là nó một là cháy, hai là nó sẽ đổ ghê lắm. Cũng sắp giòn rồi đó. Mình sẽ căm nên để lửa nhỏ chút để cho nó giòn trước khi nó bị cháy. Gà cũng mau chín lắm Phương. Lúc dạ, mà mình chiên lần đầu tiên á là nó đã gần muốn chín rồi. Dạ. Sau đó mình sẽ lật lại. Wow. Nhưng bây giờ quý vị thấy là cái lớp da nó rất là giòn và nó có một cái màu vàng trộm khá là hấp dẫn ạ. Vâng, quý vị để ý là trong quá trình làm thì anh Trương luôn loại bỏ bớt đi cái phần tỏi nè và cái sát hành tỏi ở trên bề mặt da để da không có bị khét. Anh Trương này em thấy nhiều bạn, nhất là các bạn nữ nha, khi mà chiên những cái món ăn mà muốn cho da giòn như thế này á thì các bạn sợ bị dầu mỡ văng và hay lấy cái nắp nồi đậy lại. Như vậy thì cái công đoạn mà mình lấy nắp nồi mình đậy lại thì nó có làm cho cái phần da nó bớt giòn không ạ? À không, nó vẫn giòn bình thường đó. À. Đúng là nên đậy lại, nhưng mà nên đậy bằng một cái nắp bằng thủy tinh để mình nhìn được, quan sát được ở bên trong. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt me. Anh nhờ Phương cho anh một cái tỏi nữa nhé. Dạ. Anh sẽ cho vào một ít dầu, một chút xíu thôi. Trong đây ban nãy mình có một ít hành và một chút tỏi, cái xả bằm. Dạ. Mình sẽ cho vào một sẽ rất là thơm lắm đây. Toàn những cái loại gia vị để dậy lên cái mùi thơm cho món ăn như là hành, tỏi nè và xả nữa. Em sát giùm anh một chút ớt nha. Mình sẽ cho vô nó hơi có vị cay một chút. Vì me nó có cái vị thơm rất là mạnh. Cho nên anh cho cái gia vị mà như là hành, tỏi hay xả cũng vậy, rất là ít. Rất là vừa phải thôi để nó không có bị át mùi. Và rất là ít dầu. Dạ. Anh nghĩ món này là các cô sẽ thích ăn, cho nên là phải giảm dầu tối đa thì trong cái gà nó có nhiều mỡ. Dạ. Rồi bây giờ mình thấy nó hơi thơm lên như vậy là mình sẽ cho sốt me. Khi nãy mình ngâm ra đó. Và mình sẽ cho vừa phải thôi, ít ít vô để mình còn canh. Và một ít nước. Và để mà mình cân bằng lại cái vị chua ở trong me á thì mình phải có một ít đường và muối, một chút tiêu nữa. Và em muốn nếm thử không? Cái vị chua chua, ngọt ngọt, thơm nhẹ của hành, tỏi và xả. Hấp dẫn đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái gà ra. Cho vô luôn trong cái sốt me và mình cũng nhớ là vẫn là cái da ở trên để cho nó được giòn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt vô. Rồi, mình chỉ cần lắc sơ thêm một chút. Nếu mà nó cạn hết á, mình cũng có thể cho một ít, thêm một chút nước me vô. Cũng vậy, khi mình đảo á, mình đừng có đảo nó bị xáo trộn cái da xuống thì nó sẽ không có còn được giòn lâu. Anh nghĩ là đã ngon rồi, mình sẽ lấy ra đĩa. Như vậy là cái phần da thì vẫn giòn và cái phần thịt ở bên dưới thì lại áo một cái lớp nước me, sốt me ở bên ngoài. Đây là một cái món ăn tôi nghĩ là khi mà thưởng thức qua rồi chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy hấp dẫn đây. Bây giờ chắc là sẽ tới phần của Phương. Cảm ơn anh Trương rất là nhiều vì đã thực hiện một cái món ăn vô cùng hấp dẫn để ngày hôm nay Thanh Phương cùng với người bạn của mình sẽ cùng vào thưởng thức để nhớ lại những ký ức thật là đẹp của một thời thơ ấu trước đây. Cảm ơn anh ạ. Rồi, không có chi, mời Phương. Thơm quá quý vị ơi. Giới thiệu với lại anh Trương, đây là bạn Huỳnh Như. Chào em. Đây, người đàn ông mà đa tài mà ban nãy Thanh Phương nhắc tới Huỳnh Như đây. Nãy là nghe nói là rất là tò mò luôn. Bây giờ em sẽ biết là có đa tài hay không. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn này nha. Dạ. Như thưởng thức trước đi. Ngon quá Thanh Phương. Em thấy có khác bạn em làm không? Dạ, thật ra thì nó cũng rất là khác biệt một chút. Tại vì
làm có vẻ là nó chỉnh chu hơn, nó làm cho mình cảm giác là cái khẩu vị của nó tròn vẹn hơn. Và em cảm thấy rất là hài lòng, tại vì nó vừa có cái vị mặn 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 của gà, rồi thêm một chút nữa là cái chua chua của me á. Mình cảm thấy nó hoàn hảo luôn em, kiểu vậy. Nếu không muốn nói là ngon hơn của bạn thì làm chúng ta cũng không nói vậy. Đừng nói tội nghiệp. Ngon hơn thì chắc chắn là không ngon bằng đâu, tại vì là cái món ăn mà nó có cái tình ở trong đấy thì bao giờ nó cũng ngon nhất. Yeah. Anh chỉ mong là nó ngon nhì thôi. Yeah. Nếu mà anh thích nhì là anh thấy rất là vui rồi. Dạ, vậy thì nếu mà theo ý anh thì nó được xếp nhì rồi đó anh, rất là ngon rồi. Cảm ơn Thanh Phương đã cho Huỳnh Như thưởng thức một món ăn ngon như thế này nha. Và cũng không quên là cảm ơn anh Trương ngày hôm nay đã cho em ăn được cái món gà mà đặc biệt là mang đậm cái tình cảm giữa em và Thanh Phương cũng như là một người bạn nữa. Và không quên cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Huỳnh Như cũng như là Thanh Phương thưởng thức lại món ăn này. Và rất là mong là một ngày nào đó sẽ được thưởng thức những món ăn nữa từ chương trình. Quý vị thân mến, một món ăn được gọi là ngon không chỉ bởi hương vị của nó mà còn là ký ức mà chúng ta gắn liền với món ăn đó. Có thể là một vùng quê nào đó hoặc có thể là người thân đã thực hiện cho chúng ta món ăn này. Và Thanh Phương tin chắc rằng với chương trình khám phá ẩm thực hình chữ S thì chúng ta sẽ gặp lại rất là nhiều những món ăn của tuổi thơ, những món ăn mà một thời chúng ta đã nhớ mãi. Và nếu như quý vị có những cái món ăn nào muốn chia sẻ cùng với chương trình thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ cùng với chúng tôi nhé. Chương trình sẽ thực hiện và biến giấc mơ đó của quý vị trở thành hiện thực. Còn bây giờ thì Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.